Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm chúc mừng Giáng sinh. Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19. Hội nghị triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra công tác làm thủy lợi nội đồng và làm đất phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2022. Xã Hải Quang đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Xã Hải Chính tổ chức tiếp nhận và bàn giao công trình nghĩa trang liệt sĩ. Và một số tin đáng chú ý khác, sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, chiều ngày 23 tháng 12, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đi thăm chúc mừng các linh mục và bà con giáo dân tại các giáo xứ giáo họ trên địa bàn huyện. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện đã chúc mừng các vị linh mục, các vị chức sắc, bà con giáo dân một mùa Giáng sinh năm 2021. An lành, yên vui, hạnh phúc và đón một năm mới an khang thịnh vượng. Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Mặc dù chịu sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện, tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2021 vẫn đạt nhiều thành tựu đáng phấn khởi. Trong sự phát triển chung đó có sự đóng góp chung sức chung lòng của các vị chức sắc và con giáo dân đã luôn chấp hành thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Các đồng chí lãnh đạo huyện ghi nhận biểu dương tinh thần gắn bó đoàn kết của đồng bào công giáo thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian tới, Ủy ban đoàn kết công giáo huyện và các vị chức sắc, bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Qua đó, chung sức xây dựng huyện Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, ngày càng đổi mới phát triển, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Tại các nơi đoàn đến thăm, các vị linh mục và các chức sắc tôn giáo cũng chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho giáo dân hoạt động tôn giáo tín ngưỡng. Đồng thời, các vị linh mục, các chức sắc tôn giáo cũng chia sẻ, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Thưa quý vị, thưa các bạn, chiều ngày 21 tháng 12, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng chống dịch, để nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân huyện có đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện. Theo thông tin của Ban Chỉ đạo, từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12, toàn tỉnh đã ghi nhận 808 ca mắc COVID-19 trên địa bàn 10 huyện, thành phố. Trong đó có 396 ca tại cộng đồng và 412 ca trong khu cách ly phong tỏa. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp với các ca bệnh rải rác trong cộng đồng, có yếu tố dịch tễ đa dạng phức tạp liên quan đến doanh nghiệp, trường học, cơ quan công sở và người đi từ vùng dịch về. Tại huyện Hải Hậu hiện đang có 6 ổ dịch gồm xã Hải Minh, Hải Lý, Hải Quang, thị trấn Thịnh Long, xã Hải Long, khu dân cư liên xã thị trấn Cồn và Hải Lý. Ngoài ra có một số ca bệnh là người về từ vùng dịch. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận định, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng. Trong khi đó, một số người có biểu hiện lơ là chủ quan trong phòng chống dịch bệnh. Đồng chí yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nâng cao vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch,
các huyện thành phố thực hiện đánh giá đúng cấp độ dịch, tăng cường khuyến cáo người dân, cán bộ thực hiện 5K, tiêm vaccine, điều trị, công nghệ, nhất là đeo khẩu trang, không tập trung đông người, hạn chế quy mô các đám cưới, đám giỗ, đám ma, kêu gọi từng người dân, từng gia đình tự cảnh giác bảo vệ chính mình. Người dân nên tự xét nghiệm khi có dấu hiệu hoặc tiếp xúc với mối nguy để kịp thời phát hiện, điều trị, bảo vệ mình và gia đình. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo xã, phường, thị trấn, chỉ đạo tổ COVID cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, tuyên truyền vận động người dân đi tiêm vaccine phòng COVID-19 với tinh thần vaccine tiêm sớm nhất là vaccine tốt nhất. Phấn đấu toàn tỉnh hoàn thành tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên và hoàn thành tiêm mũi 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trước ngày 27 tháng 12. Sau tiêm chủng, phải cập nhật dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng quốc gia. Ngành y tế tăng cường năng lực cho y tế các tuyến, có kế hoạch kịch bản, chủ động ứng phó với mọi tình huống. Cán bộ công chức viên chức đi đầu gương mẫu trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thực hiện 5K, hạn chế đi lại, không tập trung đông người. Kêu gọi người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Sáng ngày 21 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dự và phát biểu chỉ đạo. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo về phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022, công tác thu ngân sách năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021 và có cơ sở thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022, theo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các xã, thị trấn, các phòng ban thuộc Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, 4 tại chỗ, thường xuyên cập nhật các nội dung chỉ đạo của cấp trên và chỉ đạo thực hiện kịp thời, tăng cường tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân chủ động khai báo y tế, không tập trung đông người, tuân thủ và thực hiện đầy đủ kịp thời các biện pháp, các quy định phòng chống dịch, truy vết thần tốc và tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, quản lý chặt chẽ biến động nhân khẩu trên địa bàn, quản lý chặt chẽ các khu phong tỏa cách ly, các trường hợp F0 sau thời gian điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 và các trường hợp F1, F2 cách ly tại gia đình. Chủ động bố trí phương tiện để đón các trường hợp F1 và những người hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại khu cách ly tập trung của huyện. Phối hợp chặt chẽ với trung tâm y tế và các đơn vị liên quan, tổ chức tốt công tác tiêm phòng cho các nhóm đối tượng trong tháng 12 năm 2021. Đối với các địa phương đang có nguy cơ cao, đang có khu vực phong tỏa cách ly y tế, không nên tổ chức các nghi lễ và hoạt động tôn giáo. Về các nhiệm vụ kinh tế xã hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các ngành, các địa phương và các cơ quan đơn vị khẩn trương rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021 của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Khẩn trương huy động cao các nguồn lực và tập trung chỉ đạo quyết liệt, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước, khẩn trương quyết toán các dự án hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân cuối năm, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua năm 2021 và phát động các phong trào thi đua năm 2022 theo các chủ đề: đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng gắn với chỉnh trang nông thôn mới, công tác làm đất, chuẩn bị vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2022, tiếp tục bổ sung nâng chất các tiêu chí xóm, xã nông thôn mới nâng cao và hoàn thành các tiêu chí xóm, xã nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là các tiêu chí về văn hóa, y tế, giáo dục và tiêu chí cảnh quan môi trường. Thưa quý vị, thưa các bạn, chiều ngày 22 tháng 12, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đi kiểm tra công tác làm thủy lợi nội đồng và làm đất phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2022. Các đồng chí Trần Minh Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Đỗ Trung Kiên, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Đỗ Hải Điền, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tham gia đoàn kiểm tra.
Thời tiết cuối năm 2021 khô hanh không mưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm thủy lợi nội đồng, làm đất, thâm canh ải, nên khối lượng làm thủy lợi nội đồng khá, chất lượng ải tốt, đủ điều kiện để đầu tháng 1 lấy nước ngả ải đợt 1 theo kế hoạch đã được duyệt. Kết quả làm thủy lợi nội đồng đông xuân 2021-2022 và làm đất đến hết ngày 21 tháng 12 năm 2021, công ty thực hiện công trình cấp 1-2 liên xã, 4 trên 4 công trình với khối lượng 13.400 trên 14.300 mét khối, đạt 93,7%. Công trình cấp 2 nội xã, 48 trên 51 công trình với khối lượng 75.120 trên 80.890 mét khối, đạt 92,9%. Dự án kiên cố hóa kênh rộc thuộc xã Hải Vân, Hải Nam đang triển khai thực hiện dự án. Công trình địa phương thực hiện, nạo vét kênh cấp 3 là 626 trên 821 kênh với khối lượng 61.095 trên 73.153 mét khối, đạt 83,5%. Đắp bờ vùng 43 trên 32 kênh, khối lượng 15.650 trên 11.250 mét khối, đạt 139,1%. Xây đúc và sửa chữa cấp 3, 190 trên 26 công trình. Toàn huyện đã làm đất được 9.711,6 trên 9.834,2 ha, đạt 98,8%. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Bí thư huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn tập trung chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2022, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng và làm đất, đảm bảo lấy nước đợt 1 từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 8 tháng 1 dương lịch, tức từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 âm lịch, bởi đây là đợt nước phục vụ cho thay tháo, vệ sinh hệ thống thay nước cũ lấy nước mới, chủ động lấy nước đệm từ giữa đợt để bù đắp cho ao hồ, kênh dẫn bị cạn kiệt trong mùa khô, tạo điều kiện thuận lợi để chủ động dâng nhanh mực nước trên kênh tưới, cho đợt sau phục vụ lấy nước ngả ải đạt hiệu quả và lấy cho diện tích có nhu cầu thay tháo nhiều đợt thuộc vùng ảnh hưởng chua mặn. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 22 tháng 12, Đảng bộ và Nhân dân xã Hải Quang long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Về sự tặng hoa chúc mừng có các đồng chí Đại tá Vũ Xuân Trường, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Sáng ngày 22 tháng 12, Đảng bộ và Nhân dân xã Hải Quang long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vì dự tặng hoa chúc mừng có đồng chí Đại tá Vũ Xuân Trường, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Hải Quang là xã giàu truyền thống cách mạng. Trong quá trình mở đất, lập làng, lập xã, chiến đấu giữ làng, bảo vệ thành quả xã hội chủ nghĩa là chặng đường đầy gian khổ hy sinh nhưng rất đỗi tự hào, vẻ vang. Bởi chính mảnh đất và con người Hải Quang đã lập nên những chiến công, thành tích to lớn trong các cuộc kháng chiến, thành sợi chỉ đỏ viết lên những trang sử hào hùng thiêng liêng, tự hào góp phần cùng quân dân trong huyện, tỉnh và cả nước đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân và lực lượng vũ trang Hải Quang đã kiên cường dũng cảm chiến đấu và phối hợp tham gia đánh 21 trận lớn nhỏ. Với tinh thần thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, quân và dân Hải Quang chi viện cho miền Nam ruột thịt đóng góp trên 10.200 tấn thóc, 7.210 tấn thịt lợn hơi, 115 tấn cói. Vừa lao động sản xuất, vừa chiến đấu, quân Hải Quang phối hợp với bộ đội địa phương bắn rơi, trận trực tiếp phối hợp bắn cháy máy bay AD-6 ngày 5 tháng 6 năm 1966. Trận độc lập phục kích trực tiếp bắn cháy máy bay AD-6 ngày 12 tháng 10 năm 1967. Chiến công hết sức đặc biệt xuất sắc của Trung đội Dân quân trực chiến xã Hải Quang đã tạo ra khí thế thi đua mới, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương, củng cố tinh thần quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của quân và dân địa phương trong huyện và tỉnh. Phát huy truyền thống xã dẫn đầu và có nhiều thành tích xuất sắc trong việc làm thủy lợi phục vụ sản xuất của huyện, nhân dân và cán bộ xã đã khắc phục khó khăn, giành được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình phong trào sản xuất,
như biển bèo hoa dâu, rừng điện thanh trên địa bàn xã đã được tỉnh huyện nhân rộng. Trong giai đoạn này, xã Hải Quang vinh dự nhiều lần được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm động viên phong trào. Trong đó tháng 9 năm 1967, Hải Quang đã được đồng chí Bộ trưởng Bộ Thủy lợi về thăm động viên khen ngợi. Tháng 10 năm 1976, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm huyện Hải Hậu, trong đó có xã Hải Quang. Ngày 3 tháng 2 năm 1976, tức ngày 2 Tết Bính Thìn, Tổng Bí thư Lê Duẩn về thăm huyện Hải Hậu lần thứ hai. Trong dịp này, đồng chí đã thăm xã Hải Quang. Tổng Bí thư đã nhận xét, đồng ruộng sông ngòi thủy lợi ở Hải Quang là hình mẫu cho cả nước. Đây là một công trình có một tinh thần cách mạng rất cao, có bộ óc khoa học. Đảng bộ và nhân dân Hải Quang cần tiếp tục phát huy, ra sức sản xuất, tăng tích lũy hợp tác xã, cải thiện đời sống nhân dân, hoàn thành kế hoạch nhà nước, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tháng 9 năm 1977, đồng chí Phó Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ về thăm. Cũng trong năm này, xã được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng gửi tặng lãng hoa. Từ chi bộ đảng đầu tiên vào năm 1947 với 5 đảng viên, đến nay Đảng bộ xã Hải Quang đã có 426 đảng viên sinh hoạt ở 23 chi bộ. Trong hơn 35 năm đổi mới, Đảng bộ xã nhiều năm được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh, đảng bộ 4 tốt, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2014, xã là một trong những đơn vị đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới. Cách làm bài học từ xây dựng nông thôn mới của Hải Quang đã được nhân rộng, được cả nước nghiên cứu, học tập. Chỉ tính trong giai đoạn 5 năm 2015-2020, tổng giá trị sản phẩm theo giá so sánh 2010 tăng bình quân 6,3% một năm. Giá trị trên đơn vị diện tích canh tác đến năm 2020 đạt 125 triệu đồng một hecta một năm. Ba nhà trường đều đạt chuẩn xanh sạch đẹp an toàn. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế thường xuyên đến nay đạt 95,37%. Gia đình văn hóa đạt 96%. Số gia đình văn hóa đến năm 2019 đạt 95,5%. Thẩm định năm 2020 có 18 trên 18 xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đến cuối năm 2021, hộ nghèo thuộc bảo trợ xã hội là 0,77%. Phát huy truyền thống những năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã Hải Quang, nhiều năm liên tục được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hải Quang đã phát huy truyền thống yêu nước, dũng cảm, ngoan cường trong chiến đấu. Trong hai cuộc kháng chiến, xã Hải Quang đã có trên 2.500 người con quê hương lên đường chiến đấu khắp các chiến trường. Trong đó, 177 người con đã vĩnh viễn hy sinh, 171 thương bệnh binh và nạn nhân chất độc da cam, 17 mẹ Việt Nam anh hùng, một đồng chí là người con của quê hương được Đảng, Nhà nước, quân đội phong quân hàm cấp tướng, 18 đồng chí được phong quân hàm thượng tá, đại tá. Với những đóng góp to lớn sức người, sức của cho kháng chiến và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hải Quang đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Để ghi nhận, động viên cổ vũ Đảng bộ và nhân dân tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Quang đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hải Quang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Minh Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã gắn huy hiệu quân kỳ quyết thắng, trao bằng và cờ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hải Quang, đồng thời trao tặng lãng hoa chúc mừng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện trân trọng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà cán bộ, nhân dân xã Hải Quang đã đạt được trong suốt chặng đường lịch sử vừa qua. Tự hào với truyền thống cách mạng, với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong thời gian tới, đồng chí Bí thư huyện ủy mong rằng Đảng bộ, nhân dân Hải Quang tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, ra sức đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân, khai thác mọi nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả các kết luận, nghị quyết, đề án của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 27, tạo ra bước đột phá về phát triển kinh tế, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn khởi và tự hào với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang và bề dày kinh nghiệm của mình, với sự đoàn kết nhất trí, đồng chí Bí thư huyện ủy tin tưởng Đảng bộ và quân dân Hải Quang sẽ vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân toàn huyện xây dựng quê hương Hải Hậu, huyện nông thôn mới kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh.
quý vị, thưa các bạn, vừa qua Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Năm 2021, hoạt động công tác hội và phong trào nông dân được duy trì nền nếp và hiệu quả, đạt được nhiều thành tích nổi bật. Đã tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể hội viên nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vận động cán bộ hội viên tổ chức các hoạt động thích hợp chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước, tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Tuyên truyền vận động cán bộ hội viên hưởng ứng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, nhân rộng mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh làm phân bón tại hộ, duy trì và nhân rộng mô hình vườn kiểu mẫu. Kết quả xếp loại cơ sở hội có 30 cơ sở vững mạnh đạt 88,24%, 4 cơ sở khá, không có cơ sở hội trung bình yếu kém. Kết quả xếp loại chi hội 506 trên 549 chi hội đạt vững mạnh đạt 92,17%, 39 trên 549 chi hội khá đạt 7,1%. Toàn huyện đã có 46.600 hộ đăng ký đạt 72% hộ nông dân, trong đó có 25.164 hộ đạt bằng 38,4% so với hộ nông dân. Có 63 hợp tác xã được thành lập hoạt động có hiệu quả, trong năm thành lập thêm 5 hợp tác xã. Hội Nông dân huyện chỉ đạo Hội Nông dân xã Hải Thanh thành lập và ra mắt cửa hàng nông sản an toàn Thanh Hoa với các sản phẩm nông sản an toàn của hợp tác xã và giới thiệu với các sản phẩm OCOP, các sản phẩm hữu cơ an toàn của địa phương trong toàn huyện. Với những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đề nghị Trung ương hội tặng bằng khen cho một cơ sở hội và 2 cá nhân, đề nghị Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 3 cơ sở hội và 5 cá nhân, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân. Tại hội nghị đã tặng bằng khen của Hội Nông dân tỉnh, giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2021. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 19 tháng 12 năm 2021, xã Hải Chính tổ chức tiếp nhận và bàn giao công trình Nghĩa trang Liệt sĩ. Sự buổi lễ có đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, Thanh tra huyện đã về dự. Công trình cải tạo nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hải Chính khởi công từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 và hoàn thành vào tháng 10 năm 2021. Công trình bao gồm xây mới kỳ đài, nhà bia ghi danh liệt sĩ bằng bia đá tự nhiên nguyên khối, đục chạm hoa văn tinh xảo, nâng cốt sân 1 mét so với hiện trạng, phần mộ xây cốt, lát gạch, bia liệt sĩ mới. Mỗi mộ liệt sĩ một bát hương, một lọ hoa bằng gốm sứ Bát Tràng, cổng tường lào xây mới gồm một cổng chính và hai cổng phụ, bồn hoa, cột cờ. Công trình do chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân xã Hải Chính, Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Triển thầu thi công. Các hạng mục công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và theo yêu cầu kỹ thuật, với tổng vốn đầu tư là trên 4,7 tỷ đồng. Công trình có sự hỗ trợ một phần kinh phí từ cấp trên và sự ủng hộ của con em quê hương được trên 2 tỷ đồng. Xã Hải Chính đang tiếp tục kêu gọi và vận động sự ủng hộ của những người con quê hương tri ân các anh hùng liệt sĩ để hoàn công công trình. Việc nâng cấp cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hải Chính hoàn thành đã đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nơi để thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân đến thăm viếng, thờ phụng, thể hiện tình cảm tri ân đến anh linh các anh hùng liệt sĩ, là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và lưu giữ cho muôn đời sau những tấm gương dũng cảm, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Thưa quý vị, thưa các bạn, chiều ngày 20 tháng 12, đại diện đoàn công tác của Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trực tiếp về trao 6 suất học bổng, mỗi suất gồm 1 triệu đồng và một túi quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi của huyện Hải Hậu. Về dự và trao thưởng có các đồng chí Trần Thị Thu Huyền, Giám đốc Văn phòng Deloitte Việt Nam, đồng chí Phạm Thị Bảo Châu, nhân viên hỗ trợ các chương trình trách nhiệm xã hội của Deloitte Việt Nam, đồng chí Đỗ Thị Thu Hoài, Phó trưởng Ban Giáo dục Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Trần Thị Ngoan, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, các đồng chí trong cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, các em học sinh được nhận học bổng. Em Phạm Thị Duyên, học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở Hải Phương có hoàn cảnh rất khó khăn, bố bị tàn tật phải ngồi xe lăn, gánh nặng đặt hết lên đôi vai của mẹ, giờ là trụ cột chính trong gia đình.
vượt lên hoàn cảnh, Duyên luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Nhiều năm liền, em là học sinh giỏi. Với ý nghĩa nhân văn thắp sáng tương lai, học bổng là sự động viên cổ vũ của các em học sinh có nghị lực vươn lên hoàn cảnh khó khăn, học khá giỏi, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ 17. Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh năm học 2020-2021 trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định, trong đó có huyện Hải Hậu được nhận 6 suất. Tới đây, chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.